Chào các bạn, trong phần Facebook Marketing tiếp theo này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo là hack comment Facebook. Thì mục đích của việc này nó giúp cho các bạn tạo được cái độ tin cậy, độ tin tưởng của bài viết khi các bạn đang trên Facebook fanpage của mình. Nó tạo thêm một hiệu ứng đám đông thu hút người dùng thật khi mua sản phẩm, cũng như là bài viết dễ dàng xuất hiện trên newsfeed của người đã lập fanpage. Thì trong video này thì yêu cầu các anh chị khi sử dụng, khi thực hiện thì nên thực hiện giãn cách thời gian ra, thời gian càng lâu, thời gian được giãn càng nhiều thì sẽ tránh được cái tình trạng comment ảo. Thì sẽ giúp cho người dùng họ cảm thấy những comment của các bạn, các anh chị là có thật và ít bị phát hiện. Đó. Mời các anh chị cùng xem video này.